Ngoài những nhà thiết kế bị ảnh hưởng trực tiếp nhất trong ngành thời trang, người mẫu cũng bị kéo theo vòng xoáy lao đao vì dịch Covid-19. Đợt dịch mới bùng phát nhanh và bất ngờ khiến nhiều người mẫu chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Chỉ mới tuần trước, họ vẫn nghĩ mình sẽ được mặc những bộ đồ lộng lẫy, sải bước trên sàn cát quát hoàn tráng trong tháng 5. Hoảng vô thời hạn, cũng từ không còn xa lạ trong ngành thời trang. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến bày tỏ, trước mắt, tôi bị hủy các sâu biểu diễn thời trang sắp tới đợt dịch bùng lại khá bất ngờ sâu liên tục hủy với cá nhân tôi luôn chuẩn bị tinh thần cho những chuyện có thể xảy đến bất cứ nào trong mùa dịch do đó dù có bị hủy sâu khá nhiều tôi cũng thông cảm và hiểu cho nhà sản xuất họ mới là người chịu thiệt nhiều hơn ngành thời trang như bao ngành khác cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều năm ngoái võ hoàng yến là siêu mẫu đắt sâu nhất tuần lễ thời trang việt nam ảnh nguyễn thành dù vậy nữ siêu mẫu cho rằng cô tin dưới sự chỉ đạo của chính phủ dịch sẽ được kiểm soát tốt và mọi thứ sớm trở lại bình thường cùng hoàn cảnh với đàn chị chế nguyễn quỳnh châu không thoát khỏi tình trạng bị hủy sâu cô cho biết lịch trình sự kiện có liên quan đến thời trang của mình bị hủy hết chế nguyễn quỳnh châu cho biết cô cũng bị hủy hết sâu thời trang ảnh nhan vật cung cấp trong khi đó để đảm bảo an toàn và có thể dành thời gian nhiều hơn cho gia đình quỳnh anh the phay quyết định về quê nhà hà nội ở qua dịch hoàn cảnh của người mẫu trẻ hàn nguyễn cũng không khá hơn cô cho biết đa phần sau thời trang bị hoãn và rời không biết đến khi nào mới tổ chức lại tất cả sự kiện liên quan tới biểu diễn đều bị hoãn lại vô thời gian tuần lễ thời trang việt nam là sau tôi dự định tham gia cũng còn không biết thế nào thông thường cứ tới mùa này tôi dành thời gian đi các tinh phá sần quyết các nhà thiết kế hiện rời lịch nên cũng chẳng biết sao. Tới thời điểm hiện tại, tôi thấy bất lực nhưng không còn bỡ ngỡ và hoảng loạn như năm đầu nữa. Tôi hy vọng nhà nước sẽ có những biện pháp mạnh hơn với cá nhân kém ý thức. Cứ như thế này, ngành công nghiệp thời trang nước nhà sẽ kiệt quệ mất. Không làm thì của đâu để ăn, người mẫu phi giới tính Vio Hồ bày tỏ quan điểm. Làm gì để lấp lịch chống? Khi các sâu bị hủy khá nhiều lịch trình của võ hoàng yến có không ít khoảng trống cô cho biết hướng khắc phục của mình là tập trung hoạt động bằng hình thức kỹ thuật số nhiều hơn tôi chuyển sang hoạt động digital một cách mạnh mẽ hơn ra vlog những clip vui nhộn nhiều hơn đồng thời tôi quảng bá cho các nhãn hàng bằng hình thức online những việc đó giúp tôi không để phí thời gian nữ siêu mẫu tiết lộ kế hoạch mùa dịch của mình hằng nguyễn không còn xa lạ với các sâu thời trang lớn trong nước ảnh kiến tận. Vì không chỉ hoạt động với vai trò người mẫu, chế Nguyễn Quỳnh Châu vẫn còn những lịch trình khác. Lịch làm việc của cô không quá chống vì phải đi quay một số chương trình. Những năm gần đây, Quỳnh Châu tập trung nhiều vào lĩnh vực MC, diễn viên. Thông qua vai diễn nàng trợ lý trong phim Bố già, cô nhận được không ít sự quan tâm. Quỳnh Châu còn cho biết cô sẽ tranh thủ thời gian này để luyện tập thể thao. Đối với Hàng Nguyễn, Ngoài luyện tập để cải thiện cân nặng cơ thể, cô sẽ dành nhiều thời gian ở cùng gia đình. Dù các sâu bị hoãn, cô vẫn còn một số dự án chụp hình. Tạm thời, tôi cố gắng tiết kiệm bằng cách ở nhà. Từ lần dịch đầu tiên tới giờ, tôi hao tốn không ít. Tiền tích lũy chưa gom lại được nữa. Nếu có cảm hứng, tôi sẽ làm nhiều video cho mọi người xem, video hồ tâm sự. Sau lần bay ra Hà Nội mới đây để tham gia sâu thời trang về tóc, Pio Hồ cho biết lịch trình làm việc của anh hiện bị hủy hết. Đẹp. Theo Dinh.